Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin số và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Số lượng và mức độ phức tạp của các cuộc tấn công mạng ngày càng tăng. Cảnh báo lừa đảo trong xác nhận sinh trắc học. Các hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 08 quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông. Đây là thông tư áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông tham gia vào hoạt động bán buôn trong viễn thông, các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam. Theo quy định mới, việc bán buôn viễn thông phải minh bạch thông tin về giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông. Theo Cục Viễn thông, chính sách bán buôn nhằm tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn, dễ dàng hơn, giúp các nhà mạng thuận lợi đàm phán trong quá trình mua lưu lượng, từ đó có thể cung cấp dịch vụ chất lượng tốt với giá thành hấp dẫn. Theo Google, nền kinh tế số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 11 lần vào năm 2030, đạt 220 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần một nửa GDP hiện tại của Việt Nam. Để góp phần vào mục tiêu trên, mới đây Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Google đã khởi động chương trình kiến tạo tương lai AI Việt Nam cùng Google NIC. Chương trình thể hiện sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Google. Chương trình sẽ trang bị cho nguồn nhân lực trẻ Việt Nam những kỹ năng cần thiết để nắm bắt cơ hội của kỷ nguyên AI, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, đồng thời cung cấp 40.000 suất học bổng với 10 khóa học về trí tuệ nhân tạo nhằm trang bị các kỹ năng AI mới nhất cho thế hệ trẻ Việt Nam. Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2024, có hơn 5.000 vụ tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Các hình thức tấn công phổ biến là tấn công có chủ đích vào các cơ sở trọng yếu như tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn. Cũng nửa đầu năm nay, có gần 400 website của các cơ quan nhà nước và tổ chức giáo dục bị hacker tấn công, chèn mã quảng cáo cờ bạc cá độ. Các nhóm tin tặc còn tấn công nhắm vào dữ liệu người dùng thông qua tin nhắn email giả mạo, khai thác lỗ hổng phần mềm trên thiết bị di động, gây rủi ro về mất mát dữ liệu và có thể phát tán mã độc và các nội dung xấu. Theo các chuyên gia, việc đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số là vấn đề cấp thiết để bảo vệ dữ liệu quan trọng của cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và người dân khỏi các mối đe dọa khi hoạt động trên không gian số. Do đó, cần xây dựng các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin như nâng cao khả năng dự phòng sao lưu dữ liệu, xây dựng hạ tầng thông tin để kịp thời phát hiện, ứng phó trước các cuộc tấn công mạng. Lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi xác thực sinh trắc học, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng để hỗ trợ cài đặt sinh trắc học với mục đích đánh cắp thông tin người dùng để chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân cảnh giác không cung cấp dữ liệu cá nhân, mã OTP, không bấm vào đường link hay tải ứng dụng theo yêu cầu của người lạ, không mua bán, trao đổi, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân, đồng thời cài đặt bảo mật hai lớp và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng. Các ngân hàng cho biết không liên hệ trực tiếp với người dân để thu thập thông tin sinh trắc học. Nếu không tự thao tác được, người dân có thể trực tiếp đến quầy giao dịch của các ngân hàng để được hỗ trợ. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp khuyến khích và hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, nhiều hợp tác xã đã mở rộng sản xuất kinh doanh, kết nối nhằm quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hợp tác xã Dược liệu Sứ Thanh được thành lập năm 2021, có địa chỉ tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn. Hiện nay, hợp tác xã đang bao tiêu sản phẩm sâm báo, một đặc sản của Thanh Hóa cho nông dân, đồng thời sản xuất hai sản phẩm chính là sâm báo ngâm mật ong xế dẻo và trà hoa tâm thất. Trong đó, sản phẩm sâm báo ngâm mật ong xế dẻo đã được công nhận OCOP 3 sao từ năm 2022. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn phối hợp với công ty cổ phần dược liệu Triệu Sơn cung cấp nhiều sản phẩm được chế biến từ cây sâm báo. Với mong muốn đưa các sản phẩm đến nhanh hơn, gần hơn và chính hãng đến đông đảo người tiêu dùng,
Ngay từ khi mới thành lập, hợp tác xã đã phối hợp với các đơn vị đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch điện tử như trang web kết nối cung cầu nông sản thực phẩm an toàn Thanh Hóa, xây dựng trang web riêng, quảng bá trên các mạng xã hội Facebook, Zalo. Mới đầu khi mà hợp tác xã mới thành lập từ năm 2021 thì lúc đấy thì cái nền thương mại điện tử nó cũng đã phát triển rồi, và bộ phận nhân, tức là làm một cán bộ nhân viên kinh doanh ấy, thì bên tôi sẽ tham mưu với công ty và đề xuất lên là đẩy những các sản phẩm này lên trang thương mại điện tử nhằm quảng bá về sản phẩm để cho về người tiêu dùng biết rộng rãi đến về cái sản phẩm về sâm báo. Ví dụ như những trang, những website hay là trang Facebook hay là về TikTok hay là những các trang về Zalo để tiếp cận về người tiêu dùng nó một cách nhanh chóng hơn. Mục tiêu sắp tới của hợp tác xã sẽ là, thứ nhất là chúng tôi sẽ update đầy đủ các cái thông tin và các cái thông tin mới nhất, các cái hình ảnh mới nhất của các sản phẩm lên các cái nền tảng số. Thứ hai là thường xuyên tổ chức các cái buổi live stream bán hàng tại cái địa điểm của văn phòng của hợp tác xã. Thứ ba là chúng tôi sẽ liên kết với các cái đơn vị truyền thông lớn để đưa các cái thông tin này giới thiệu đến các cái bạn bè trong nước và quốc tế. Hợp tác xã sản xuất thương mại Trường Xuân có địa chỉ tại xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa, với ngành nghề chính là ươm giống mạ khay, phục vụ nông nghiệp trọn gói, sản xuất đông trùng hạ thảo. Thời gian gần đây, số người vùng nông thôn đã sử dụng điện thoại thông minh và các mạng xã hội ngày càng nhiều. Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị quảng bá giới thiệu các ngành nghề sản phẩm. Do vậy, từ chỗ phục vụ bà con trong xã, đến nay, hợp tác xã đã mở rộng thị trường ra nhiều xã trong và ngoài huyện. Zalo, Facebook, rồi cùng với lại là ứng dụng khoa học được hỗ trợ của truyền thông nữa thì chúng tôi cũng giới thiệu được cái sản phẩm do hợp tác xã sản xuất đưa ra thị trường. Thì cái sản phẩm được mở rộng ra nhiều hơn và khách hàng biết đến, tìm đến, hợp tác xã đặt. Nếu như các sản phẩm này từ địa phương xã nhà rồi đến xã bạn rồi đến các tỉnh bạn đã đến đặt rồi cho đến bây giờ thì sản phẩm của chúng tôi cũng đi được nhiều nơi lắm. Theo thống kê, Thanh Hóa hiện có 1.331 hợp tác xã. Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Trong thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa đã chủ động vào cuộc cùng với các hợp tác xã thực hiện mục tiêu kế hoạch chuyển đổi số. Đặc biệt, từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều hợp tác xã đã nhạy bén, nắm bắt xu thế, chuyển dần từ sản xuất kinh doanh truyền thống, bán hàng trực tiếp sang trực tuyến bằng nhiều hình thức. Qua đó, hàng năm, hợp tác xã đã cung ứng thành công trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tham gia quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, góp phần giúp các hợp tác xã tiêu thụ tốt hơn, phát triển được sản xuất kinh doanh. Năm 2023, lợi nhuận bình quân ước đạt 276 triệu đồng một hợp tác xã một năm. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên ước đạt khoảng 51 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số hợp tác xã còn hạn chế về năng lực, khả năng thích ứng với chuyển đổi số. Việc ứng dụng chuyển đổi số của các hợp tác xã chủ yếu ở công nghệ tưới tiêu, hệ thống nhà lưới, dán tem truy xuất nguồn gốc. Còn các khâu chế biến, quản lý, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm chưa được quan tâm nhiều do năng lực trình độ của cán bộ quản lý còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân lực trong các hợp tác xã chưa đủ để khai thác thông tin, định hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch, tiếp cận thị trường số, làm việc trên môi trường điện tử. Liên minh chúng tôi làm hai cái việc. Một là giúp các cái hợp tác xã nó có cái nguồn lực bằng cái việc là hướng dẫn, giúp đỡ các hợp tác xã là vay các cái vốn từ các cái tổ chức tín dụng và cho vay từ cái quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để cho hợp tác xã nó có cái điều kiện nguồn lực lên. Thứ hai là chúng tôi lồng ghép các cái chương trình để tuyên truyền, tập huấn qua các lớp tập huấn để nâng cao cái kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, các cái kỹ năng về chuyển đổi số cho các cái lực lượng cán bộ quản lý hợp tác xã. Một cái điều nữa đó là chúng tôi sẽ giúp hợp tác xã tham gia các cái trang, các cái website, các cái chợ thương mại điện tử của tỉnh cũng như của các bộ ngành. Để đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các hợp tác xã chuyển đổi số, từ nay đến cuối năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục triển khai xây dựng mô hình thí điểm giới thiệu, bán sản phẩm cho các hợp tác xã, hỗ trợ hợp tác xã tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã và thành viên trên các sàn thương mại điện tử. Bản tin số và công nghệ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.